nuôi ruồi lính đen bằng sát bia đó, cho ăn sát bia 10 gram, mua trên mạng 10 gram trứng về nuôi ấp ủ 3 ngày là nó nở rồi, để sát bia vô cho ăn. Nó ăn từ từ nó sẽ từ sát bia màu vàng chuyển thành màu đen là biết cái đó là còn sát không, không ăn nữa, mình đổ sát bia mới vô đó, nhóc hết từ đó. Mấy con ruồi, mấy con ấu trùng này là cho gà ăn được rồi, nó to rồi nhưng mà nó chưa có chuyển qua, chưa có tới giai đoạn lột xác, tại vì khi mà trước khi lột xác là nó sẽ màu đen chứ không phải màu trắng. Mình cho ăn nhiều 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 vô thì cứ nó cứ trắng về hoài, nó không bao giờ đen, nó lâu chuyển thành màu đen đó, quá tài luôn á. Cái này mình đã cho ăn hơn phân nửa rồi nè, nó còn lại quân số ít nè, chứ hơn ấy là cạo ra một cái là đặc luôn á, đã cho ăn từ từ rồi đó nên nó còn ít. Nhưng mà ở quê mình sát bia mắc quá, sát bia tới 2.000 ký, bao 26 ký 50.000. Còn mà sát mì sát nhưng mà làm tàu hũ á, sát đậu nành á cũng mắc luôn, cũng 2.000 ký luôn. Nên tính ra nuôi con này so với ăn thức, so với gà cho ăn thức ăn thì nó ngang ngửa nhau, có lợi ít là này nó động vật nên ăn nó có đạm nhiều hơn so với thức ăn thôi. Những tỉnh mà có sát bia giá rẻ 1.000 hay 500 đồng ký, hoặc là sát đậu nành 1.500 đồng ký thì nuôi này cho ăn lại hơn.